Vương Tuấn Khải hy sinh để công ty quản lý PR nâng đỡ cho thời đại thiếu niên đoàn. Là đội trưởng của TFBOYS và cũng là lứa nghệ sĩ đầu tiên của công ty thời đại Phong Tuấn, Vương Tuấn Khải có vai trò rất lớn trong sự phát triển của công ty quản lý này. Nhưng hiện tại, từng thành viên TFBOYS đều có hướng phát triển riêng và đi theo con đường solo. Số lần cả ba tụ họp thành nhóm vô cùng ít ỏi. Thế là thời đại Phong Tuấn đã xây dựng một nhóm nhạc mới mang tên Thời đại thiếu niên đoàn TNT. Đây được xem là hậu bối của TFBOYS. Thế nhưng giờ đây, TFBOYS đã bị xem là con ghẻ. TNT mới là con cưng của thời đại Phong Tuấn. Dẫn chứng rõ nhất đó là bài hát Trích Tinh Thiếu do Vương Tuấn Khải biểu diễn là bản gốc ban đầu đã bị công ty quản lý gỡ xuống để đăng tải phiên bản khác do Tống Á Hiền, Nghiêm Hạo Tường, Hà Tuấn Lâm của nhóm TNT trình bày. Tình huống này phát sinh đã làm dấy lên sự bất bình trong cộng đồng fan hâm mộ, bởi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hành vi như vậy. Cách hành xử như thế này của công ty thật sự rất dễ gây hiểu lầm vì mở đường cho sự phát triển của nhóm mới mà hy sinh cả công thần Vương Tuấn Khải hay chăng? Vương Tuấn Khải hiện đã thành lập studio riêng, tự mình quản lý các mảng điện ảnh, truyền hình, thương mại và các hợp đồng khác. Xét về nhiều mặt, nam ca sĩ có thể tự quyết định, nhưng nói về lĩnh vực âm nhạc thì lại không thể. Mảng âm nhạc của Vương Tuấn Khải vẫn bị thời đại Phong Tuấn quản lý, vì vậy anh chàng không thể tự do phát triển sự nghiệp ca hát. Rất nhiều fan hâm mộ Vương Tuấn Khải kêu gọi thần tượng mau chóng chấm dứt hợp đồng với thời đại Phong Tuấn, dẫu rằng điều này sẽ dẫn đến kết cục TFBOYS tan rã đi chăng nữa. Fan only của Vương Tuấn Khải muốn nam minh tinh có thể tự do phát triển sự nghiệp của mình mà không bị bất cứ thứ gì ràng buộc anh. Hiện Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải lựa chọn theo hướng làm diễn viên chuyên nghiệp khi theo học chuyên ngành diễn xuất. Trong khi đó, Vương Nguyên lại lẻ loi, chuyên tâm trên con đường âm nhạc của mình khi du học sang Mỹ. Mỗi người một hướng, sự phát triển của họ là rất khác nhau và dần dần tạo nên khoảng cách rõ rệt giữa cả ba thành viên. Dịch Dương Thiên Tỷ bước lên đỉnh cao sự nghiệp với vai diễn trong Em Của Thời Niên Thiếu, đạt được vô số giải thưởng danh giá. Điều này đã giúp cho em út của nhóm dẫn đầu thành tích trong TFBOYS. Còn Vương Nguyên được khán giả công nhận thực lực với những bài hát chất lượng, giọng hát nhẹ nhàng sâu lắng, đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng nhóm trưởng Vương Tuấn Khải thì lại tỏ ra chới với khi chẳng có thành tích nổi bật nào trong suốt vài năm qua. Và mới đây, giải thưởng Hoa Đỉnh đã công bố danh sách đề cử. Một lần nữa, Vương Tuấn Khải lại tỏ ra thua thiệt trước hai đàn em trong nhóm. Cả Vương Nguyên lẫn Dịch Dương Thiên Tỷ đều có tên trong danh sách này, nhưng Vương Tuấn Khải lại trắng tay. Vương Nguyên cũng tỏ ra không hề thua kém khi phát triển sự nghiệp rất tốt trong vai trò ca sĩ. Anh chàng được gọi tên trong đề cử nhạc phim hay nhất với ca khúc Chị ơi. Vương Nguyên dần khẳng định mình là một ca sĩ thực lực khi thoát khỏi mác idol thần tượng. Khi cả hai thành viên trong nhóm đều có chút thành tích gì đó thì thân là nhóm trưởng, Vương Tuấn Khải lại trắng tay khi chẳng có tác phẩm nào thật sự ấn tượng để tranh đề cử. Bộ phim nghệ thuật có tiềm năng nhất của Vương Tuấn Khải là Cục 749 vẫn chưa có tin tức phát hành dù đã quay xong từ lâu. Ngoài ra, nam minh tinh còn có bộ phim Đoàn Kiều hợp tác cùng nữ đạo diễn Lý Ngọc vừa mới hoàn thành, nên đương nhiên chẳng kịp tham dự tranh giải. Liệu rằng những bộ phim đang nằm kho của Vương Tuấn Khải có trở thành phao cứu sinh kịp thời cho sự nghiệp xuống dốc của anh chàng hay không?